Xin chào các khán giả của tôi, chào mừng các bạn đến với Big Six Premier League. Đêm hôm qua và rạng sáng nay đã diễn ra rất nhiều những cập nhật cực kỳ hấp dẫn xoay quanh 6 ông lớn của xứ sở sương mù với những bản hợp đồng mới, những dự định cực kỳ vĩ mô trong tương lai hay cả những lấp lửng về câu chuyện gắn bó. Ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi nào. Trong suốt những tháng ngày vừa qua, báo chí thế giới đã tốn không ít giấy mực cho thương vụ Calafiori chuyển đến Arsenal, một cuộc trao đổi với khá nhiều thủ tục của đôi bên. Nhưng thật may khi cuối cùng thì những bàn tán, những đồn đoán cũng đã khép lại. Calafiori đã đến nước Mỹ để chính thức đặt bút ký kết hợp đồng gắn bó với đội chủ sân Emirates và nhà pháo đã dõng dạc công bố với cả thế giới về bản hợp đồng mới này của mình. Tin chuẩn, Calafiori chính thức trở thành người của Arsenal. Ngay trong đêm hôm qua, pháo thủ đã công bố bản hợp đồng mới của mình bằng một video giới thiệu với thông điệp đơn giản từ huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta. Calafiori, chào mừng bạn trở về nhà. Dưới sự chứng kiến của toàn thể cầu thủ, ban huấn luyện cũng như đội ngũ nhân viên của câu lạc bộ. Ngay sau đó, tân binh người Ý cũng chia sẻ cảm xúc, anh nói: "Đương nhiên rồi, tôi cảm thấy rất vui khi được ở đây. Tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời trong năm nay. Đơn giản thế thôi, cảm ơn các bạn." Đôi bên cũng đã ngồi lại với nhau và đi đến bước ký kết cuối cùng để thực sự hoàn tất cho thương vụ này. Số áo mà Maldini đệ nhị đảm nhiệm là con số 33. Ngay sau đó, tân binh này cũng đã lập tức ra sân luyện tập cùng huấn luyện viên và những người đồng đội mới của mình để hướng đến tương lai, hướng đến trận đấu tiếp theo trong loạt giao hữu này với Liverpool. Và đây là thông điệp anh chàng nhắn gửi cho các fan của đội bóng. "Xin chào các Gunners, cuối cùng thì tôi cũng đã ở đây. Tôi đã luôn mong được chơi cho Arsenal. Forza Arsenal." Ở chiều ngược lại, Emil Smith Rowe sẽ là cái tên tiếp theo rời đi. Bến đỗ của anh chàng là Fulham với bản hợp đồng có giá trị kỷ lục với đội bóng này. Được biết, đội chủ sân Craven Cottage đã đồng ý chi ra 27 triệu bảng, cộng kèm với điều khoản bổ sung có thể lên tới 7 triệu bảng. Cả hai bên đều đã gật đầu cho thương vụ. Dự kiến Smith Rowe sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay trong tuần này. Ban huấn luyện của Fulham cũng hy vọng đẩy nhanh tiến độ để tân binh mới này có thể sớm đến Bồ Đào Nha, hội quân với toàn đội. Mặc dù vẫn cùng Arsenal tham dự tour du đấu hè trên đất Mỹ, nhưng cho đến hiện tại, Smith Rowe vẫn chưa ra sân bất kể một phút nào. Thương vụ kể trên được cho là điều nên xảy ra. Trong khi Fulham cần những sự bổ sung chất lượng, thì chân sút người Anh cũng khát khao tìm bến đỗ mới để có cơ hội ra sân nhiều hơn. Điều mà ở Arsenal anh đã không có được. Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal đã tiến hành mua đứt David Raya từ Brentford với 27 triệu bảng. Mới nhất là Calafiori từ Bologna với 42 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, họ đã để Nuno Tavares đến Lazio và Sami Lokonga tới Sevilla đều dưới dạng cho mượn. Emil Smith Rowe chỉ chờ Fulham xác nhận. Rio Nelson và Eddie Nketiah cũng sẽ được phép rời đi nếu có những lời đề nghị đủ tốt. Với Manchester United, họ thực sự đang trong quá trình tái thiết toàn bộ lại đội bóng, bước đầu là con người, từ những vị trí cầm quyền cho tới cầu thủ và đến bây giờ, một trong thứ có ảnh hưởng rất lớn tới thành công của một đội bóng, đó là sân vận động. Đây sẽ là thứ tiếp theo mà Sir Jim và cộng sự đang hướng đến. Không còn là cơ sở xuống cấp, vật chất tồi tàn nữa, mà một sân vận động trong mơ đã được vẽ ra với mức đầu tư cực khủng mà Man United sẽ tiến hành xây dựng trong tương lai. Bộ sậu của Manchester United đang lên kế hoạch thay thế Old Trafford bằng việc xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới với sức chứa lên đến 100.000 người. Các thảo luận đang được diễn ra và dự kiến sẽ được công bố chi tiết vào thời điểm cuối năm này. Con số ước tính mà ban lãnh đạo đội bóng định rót vào dự án này là rơi vào khoảng hơn 2 tỷ bảng Anh và kỳ vọng của họ sẽ là hoàn thành sân vận động mới này vào năm 2030. Với việc có sức chứa lên đến 100.000 người, sân nhà mới của Manchester United sẽ vượt qua Wembley trở thành sân bóng lớn nhất nước Anh, đồng thời lớn thứ hai châu Âu khi chỉ xếp sau sân Camp Nou với 105.000 chỗ ngồi. Trước sự xuống cấp trầm trọng của sân Old Trafford, Sir Jim và bộ sậu đội bóng đã chịu rất nhiều những lời chỉ trích. Họ đứng giữa hai con đường, một là cải tạo nơi đây, hai là sẽ xây dựng một sân bóng hoàn toàn mới. Và với những cập nhật kể trên, các fan của Quỷ Đỏ đã có thể tạm hài lòng với dự định trong tương lai của đội bóng. Hình ảnh trong buổi tập mới nhất của toàn đội đã mang tới thêm những thông tin tích cực khi hậu vệ Victor Lindelof đã quay trở lại và hoàn tất trọn vẹn buổi tập. Đây là một tín hiệu đáng mừng dành cho nửa đỏ thành Manchester, bởi ngay trước đó trong trận thua trước Arsenal, họ đã phải chịu một tổn thất lớn ở hàng phòng ngự với chấn thương khá nghiêm trọng của tân binh Lenny Joro. Mùa giải vừa qua là một mùa giải tương đối khó khăn cho Lindelof khi anh chàng liên tục gặp phải những vấn đề khác nhau của cơ thể. Cụ thể, anh đã vắng mặt tổng cộng 110 ngày do chấn thương háng và chấn thương gân quèo. Dù câu chuyện tương lai vẫn đang là một dấu hỏi với hậu vệ người Thụy Điển, nhưng sự trở lại trong thời điểm tiền mùa giải này được coi là vô cùng hợp lý để anh có thể lấy lại được cảm giác chơi bóng của chính mình. Lindelof cũng đã tỏ ra rất sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo của Manchester United trước đối thủ Real Betis vào ngày 1 tháng 8 tới đây.
Hai bản hợp đồng đáng chú ý nhất của nửa đỏ thành Manchester cho đến thời điểm hiện tại là Joshua Zirkzee từ Bologna với 36,5 triệu bảng cùng Lenny Yoro với gần 60 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, Donny van de Beek đã chuyển đến Girona với 7,6 triệu bảng, Mason Greenwood đến Marseille với 26,6 triệu bảng. Một số cái tên khác như Anthony Martial hay Raphael Varane cũng đang tìm kiếm câu lạc bộ mới. Một mùa hè với quá nhiều những biến động của Man City, có lẽ chưa có một nhà vô địch nào bất ổn như Man City của năm nay. Và có lẽ cũng chính họ cũng chưa từng trải qua điều này trước mùa giải bao giờ cả. Những tin đồn rời đi cứ lũ lượt xuất hiện. Pep sẽ đi, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ederson sẽ đi. Và rồi đến bây giờ, Julian Alvarez là cái tên tiếp theo bất định về tương lai của mình. Chưa biết là anh chàng có đi thật không, nhưng cứ đồn đoán kiểu này thì vấn đề tâm lý của toàn đội cũng như người hâm mộ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Rạng sáng ngày hôm nay, Julian Alvarez đã chính thức lên tiếng về câu chuyện tương lai của mình tại Manchester City. Nhà vô địch thế giới nói rằng mình đang xem xét một cách kỹ lưỡng. Anh chàng chia sẻ, mùa giải trước tôi là một trong số những cầu thủ đã chơi nhiều nhất tại Man City. Nhưng sự thật là cuối cùng thì chẳng ai muốn bị gạt ra trong những trận đấu quan trọng cả. Bạn sẽ luôn muốn cống hiến và muốn chơi trong những trận đấu như thế. Anh nói thêm, tôi chưa suy nghĩ cụ thể về những gì tôi sẽ làm. Khi Thế vận hội kết thúc, tôi sẽ dành thêm thời gian để suy nghĩ về điều tôi muốn thực hiện cho bản thân mình. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có thể thấy rằng Julian Alvarez, dù không thừa nhận rõ ràng, nhưng anh chàng thực sự đã không hài lòng khi luôn được coi là kép phụ cho Erling Haaland. Chưa biết là quy định của chân sút sinh năm 2000 ra sao, nhưng nếu anh quyết định rời đi thì ngoài kia đang có rất nhiều vòng tay dang rộng chào đón anh. Chưa vào mùa giải mà Man City nhiều biến động quá. Theo những thông tin mới nhất thì Pep Guardiola đã xác nhận sẽ để những cầu thủ tiến sầu các giải đấu cấp độ đội tuyển mùa giải vừa qua được nghỉ phép tối đa. Pep cũng chia sẻ rằng đây là điều tốt nhất mà ông có thể làm để bảo vệ các học trò của mình trước lịch thi đấu dày đặc vào mùa giải tới, với việc cả Champions League và Club World Cup đều tăng số trận theo thể thức mới. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của ông có thể sẽ xuất phát chậm vào giai đoạn đầu mùa giải tới, nhưng cựu huấn luyện viên Barca vẫn kỳ vọng rằng đội bóng của mình sẽ không đánh rơi quá nhiều điểm số. Một vài cái tên khả năng cao có thể sẽ không thi đấu bao gồm Rodri, Phil Foden, Kyle Walker, John Stones và Alvarez. Thậm chí những cầu thủ kể trên có thể vắng mặt ở trận tranh siêu cúp Anh với Manchester United cũng như các vòng đầu tiên của Ngoại Anh nếu như họ chưa thực sự sẵn sàng cho việc trở lại. Tuy nhiên điều này sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng. Tính cho đến lúc này, Savinho vẫn là chữ ký mới duy nhất của Man City. Đội chủ sân Etihad đưa anh về từ Troy với số tiền hơn 30 triệu bảng. Trong khi đó, đội bóng đang tiếp tục gửi đi những tài năng trẻ như Taylor Howard-Bellis đến Southampton cùng Liam Delap đến Ipswich Town để thu về tổng cộng 40 triệu bảng. Khởi đầu chật vật của Enzo Maresca tại Chelsea rõ ràng đang khiến cho người hâm mộ nơi đây đứng ngồi không yên. Họ cứ nhìn đội hình hàng tỷ bảng của mình làm trò trên sân trong bất lực với những hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dù là thất vọng thật đấy, nhưng đây mới chỉ là những trận đấu đầu tiên của cựu huấn luyện viên Leicester mà thôi. Và khi đã làm quen dần với nhịp độ, cầu thủ đã quen với phong cách thi đấu và những trụ cột quan trọng quay trở lại, thì Chelsea rất có thể sẽ trình diễn một bộ mặt khác. Theo Daily Mail, tân binh 30 triệu bảng của Chelsea, Kenan Dalglish, rất có thể sẽ có màn ra mắt không chính thức cho câu lạc bộ này trong trận đấu giao hữu sắp tới của đội. Cựu cầu thủ của Leicester đang có những dấu hiệu tích cực trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá anh gặp phải khi cùng đội bóng cũ lên ngôi tại Championship. Tiền vệ 26 tuổi đã gây ấn tượng tốt với ban huấn luyện của Chelsea với những sự thể. Tiền vệ 26 tuổi đã gây ấn tượng tốt với ban huấn luyện của Chelsea với những sự thể hiện tích cực trong lúc tập luyện. Ngoài ra anh còn thực hiện thêm các bài tập chạy sau mỗi buổi tập. Bên cạnh đó, Enzo Maresca cũng kỳ vọng sẽ có thể chào đón sự trở lại của Nicolas Jackson, dù cho vấn đề về mắt cá chân của anh chàng có vẻ phức tạp hơn khá nhiều. Những sự quay trở lại kịp thời là vô cùng quan trọng với tân thuyền trưởng Enzo Maresca, khi lúc này Chelsea như đang rơi xuống đáy của sự kỳ vọng bởi những màn trình diễn vô cùng bạc nhược trong hai trận đấu đã qua. Nhưng bây giờ là lúc họ hướng tới trận đấu tiếp theo vào sáng ngày 1 tháng 8 với đối thủ America. Romelu Lukaku đang tính đến chuyện sẽ tái hợp với người thầy cũ Antonio Conte sau khi anh chàng trở về Chelsea để chuẩn bị cho mùa giải mới khi đã đáo hạn hợp đồng cho mượn với Roma. Nhưng tuy nhiên có vẻ như Lukaku vẫn tiếp tục bị bộ sậu của đội bóng nước Anh phớt lờ. Tiền đạo người Bỉ không cùng toàn đội tham gia tour du đấu ở Mỹ mà bị ruồng bỏ ở nhà với những cầu thủ khác cũng nằm trong diện bị loại, trong số đó có Trevoh Chalobah. Một mùa giải không tệ với cá nhân Lukaku ở cấp độ câu lạc bộ. Khi trong một tập thể AS Roma bất ổn, anh vẫn có cho riêng mình 21 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Nhưng màn trình diễn ở Euro 2024 có lẽ là điểm đen của anh trong năm nay. Dù vậy, cách Chelsea đối xử lúc này rõ ràng không phải tình cảnh mà Lukaku mong muốn. Và cầu thủ 31 tuổi hiểu được rằng mình phải tự cứu lấy bản thân.
việc anh có tái hợp được với thầy cũ tại Napoli hay không lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào tương lai của Victor Osimhen, người có thể mang về cho Napoli một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Với thị trường chuyển nhượng, các tân binh nổi bật bao gồm Kenan Delsboriho, Leicester với giá 30 triệu bảng, Tosin Adarabioyo từ Fulham miễn phí cùng tài năng trẻ sinh năm 2007, Estevao Willian từ Palmeiras với 29,1 triệu bảng, Renato Veiga từ Basel với 12 triệu bảng. Và chiều ngược lại, họ cũng chia tay Thiago Silva sau khi hết hợp đồng. Lewiso được Newcastle mua đất với 28 triệu bảng, Ian Maasen cùng với Aston Villa với 37,5 triệu bảng. Tottenham Hotspur là đội bóng đang có chuỗi phong độ ổn định nhất trong chuỗi du đấu hè này, khi cho đến nay họ đã giành chiến thắng 3 trên cả 3 trận đấu. Những điểm tích cực đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn dưới thời huấn luyện viên Ange Postecoglou. Sau một năm nắm quyền có vẻ như ông thầy người Úc đã hiểu được những gì mình cần làm. Nhưng để chuẩn bị cho mùa giải mới, với những tham vọng của mình, ban lãnh đạo của đội bóng hiểu rằng mình cần một lực lượng đủ tinh nhuệ, có người đến thì cũng có người đi, và cái tên mới nhất mà nhận lệnh đó là Emerson Royal. Theo Sky Italia, AC Milan đang thực sự tiến sát tới việc có được chữ ký của Emerson Royal. Trong 2 tuần qua, đội bóng Italia đã liên tiếp đàm phán với Tottenham. AC Milan đã gửi lời đề nghị có giá trị 8 và 12 triệu bảng, nhưng đều bị Spurs từ chối. Tuy nhiên, trước tình cảnh Alessandro Florenzi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong chiến thắng trong trận giao hữu trước Man City ở New York, AC Milan được cho là đã đưa ra lời đề nghị tiếp theo ở đội bóng nước Ý sẽ cố gắng đồng ý một thỏa thuận trị giá từ 11,8 triệu bảng đến 12,7 triệu bảng, cộng kèm với các điều khoản bổ sung. Milan hy vọng có thể ra mắt cầu thủ sinh năm 99 ngay trong tuần này. Về phía đội bóng nước Anh, dù mong muốn một mức giá cao hơn, nhưng họ cũng đang cân nhắc rất kỹ lưỡng cho trường hợp này. Bởi rõ ràng đây là một lời đề nghị không tồi, nhất là khi Emerson thực tế đã không còn nằm trong kế hoạch của họ kể từ khi Ange Postecoglou lên nắm quyền. Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó cùng câu lạc bộ với chức vụ tuyển trạch viên, David Blatt chuẩn bị rút lui khỏi nhiệm vụ này. David Blatt từng có giai đoạn hơn 1 năm dẫn dắt đội bóng trong mùa giải 86-87. Năm 1998, ông trở lại với cương vị là giám đốc thể thao đầu tiên của câu lạc bộ. Sau khi kết thúc thời gian làm giám đốc bóng đá vào tháng 5 năm 2004, ông trở lại một lần nữa vào năm 2010 với tư cách là thành viên bộ phận tuyển trạch, và công việc ấy cứ thế tiếp tục cho đến nay. Chia sẻ về quyết định này của David Blatt, tôi muốn cảm ơn David vì sự đóng góp của ông ấy trong nhiều năm và bằng nhiều cách khác nhau. Ông ấy đã và đang tiếp tục mang trên mình một lượng lớn kiến thức về bộ môn thể thao này. Tôi chắc chắn rằng ông ấy vẫn sẽ luôn theo dõi chúng tôi. Bên cạnh việc chia tay Sessegnon thì Spurs cũng đã nói lời tạm biệt với Tanganga. Tanguy Ndombele, Pierre-Emile Højbjerg đã chuyển đến Marseille dưới dạng cho mượn. Trong khi đó, ngoài việc tiếp tục mượn Timo Werner và chưa mộ thành công Samai sinh năm 2006, Archie Gray từ Leeds, thì tân binh mới nhất của họ là Jamien Hughes. Các chi tiết hợp đồng chưa được công bố. Liverpool đang bước vào một giai đoạn mới, một thời kỳ mới với sự xuất hiện của làn gió mang tên Arne Slot. Tin tích cực là trong giai đoạn tiền mùa giải này, hàng loạt các cầu thủ trẻ đều đã có những màn thể hiện vô cùng khả quan, trong khi những ca chấn thương dài hạn cũng đã quay trở lại. Và đây có lẽ cũng là lý do chính khiến cho đến thời điểm này thì Liverpool vẫn chưa quyết định bổ sung thêm bất kỳ một tân binh mới nào. Gần như không mất quá nhiều thời gian, ban lãnh đạo ở đội bóng thành phố Cảng đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị mới nhất của PSV Eindhoven cho trường hợp của Sepp van den Berg. Mức phí mà đội bóng Hà Lan đưa ra vẫn giữ nguyên là 10 triệu euro và phía Liverpool rõ ràng không thể chấp thuận số tiền này. Ban lãnh đạo The Red yêu cầu ít nhất phải từ 20 triệu trở lên, con số khiến cho chính bản thân hậu vệ này bất ngờ. Anh cho rằng đó là một con số rất cao, nhưng về mặt tích cực thì đây giống như là một lời khen hơn. Liverpool có thể nghĩ chuyện này là bình thường vì tôi đã có một mùa giải tốt, kể cả khi họ muốn 20-25 triệu và thậm chí còn nhiều hơn thế. Cảm xúc đầu tiên của tôi là đó là một con số thực sự ấn tượng, nó cũng như là một lời khen với tôi vậy. Chân sút sinh năm 2001 cũng không giấu giếm tham vọng được chơi ở đây, dù rằng anh cũng sẵn sàng cho mọi trường hợp miễn là anh được ra sân và thi đấu. Samai Stefan Bajetic đã sẵn sàng quay trở lại sau thời gian dưỡng thương. Trong một phát biểu mới nhất trên trang chủ của đội bóng, khi được hỏi về giai đoạn đầy khó khăn đã qua, tiền vệ 19 tuổi khẳng định: "Thành thật mà nói thì thực sự là vô cùng khó khăn. Có lẽ một năm khó khăn nhất mà tôi đã từng trải qua từ trước đến nay về cả mặt tinh thần và thể chất. Chúng tôi đã vượt qua và giờ đây nó chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn thôi. Ngay lúc này tôi rất khao khát được trở lại và tận hưởng công việc của mình." Sau khởi đầu đầy ấn tượng với liên tiếp những màn trình diễn tích cực ngay khi được đôn lên đội 1 vào mùa giải 2022-2023, những chấn thương dai dẳng đã khiến giai đoạn tiếp theo là một nỗi thất vọng với Bajetic. Anh chỉ có duy nhất 3 lần ra sân trong mùa giải trước. May mắn là anh đã có thể quay trở lại và đã sẵn sàng chiến đấu cho một vị trí trong đội hình chính thức dưới triều đại của tân huấn luyện viên trưởng Arne Slot. Liverpool vẫn chưa có bất cứ một sự bổ sung nào về mặt lực lượng. Trong khi đó, họ đã chia tay hai trụ cột quan trọng là Thiago Alcantara giải nghệ và Joao Matip do hết hạn hợp đồng. Trên đây là toàn bộ những chuyển động của 6 ông lớn tại giải Ngoại hạng Anh. Một buổi tối với quá nhiều những cập nhật thú vị đúng không ạ?
Đừng quên theo dõi Big Six Premier League trên kênh Bình luận viên Anh Quân Story hàng ngày nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.